Người niệm Phật thì cái giờ phút hấp hối đó thấy hoa sen thánh chúng, và cái cuồng phim mà mình niệm Phật, mình tu hành, nó quay lại cái cuồng phim đó. Còn nếu tạo cái nghiệp ngũ nghịch thập ác thì trong cái giờ đó cũng thấy địa ngục ngạ quỷ súc sinh nó hiện ra cái cuồng phim đó, không thể chối được. Cái người hấp hối trên giường bệnh đó, họ thấy hoa sen và họ thấy những cái việc làm của họ ở trong lúc sanh tiền đó như là cái cuồng phim nó quay lại minh minh bạch bạch rõ ràng, không có thiếu sót cái gì hết. Còn nếu như cái người đó họ tạo cái nhân ngũ nghịch thập ác thì bây giờ cũng ở trên cái giường bệnh, cái giờ hấp hối đó họ thấy cái cảnh tượng nó quay lại rất là hãi hùng, địa ngục ngạ quỷ súc sinh, chứ không thấy thánh chúng, không thấy ao liên trì, không thấy hoa sen đâu, bị nhân quả mà. Cho nên mình đi hộ niệm, thường thường đi hộ niệm mình thấy cái người mà gần chết đó, họ có cái hiện tượng ghê tôi sợ lắm. Ban đêm đó họ dậy họ hét. Thì lúc mà tôi dạy ở Tổng Lâm có cái mục tăng sinh ở Biên Hòa, mà cô ruột của cái chú tăng sinh này bệnh, chú mới thưa với tôi lên trên đó để sám hối để cho bà cô nghiệp chướng được tiêu trừ, cái bà bệnh lạ quá. Thì tôi mới mời thêm mấy vị tăng sinh nữa lên Biên Hòa. Thì quý vị biết rằng tôi vô trong cái nhà đầu tiên tôi thấy tôi rùng mình. Nhà thì nghèo, cái vách làm bằng phên tre, mà cái giường của cô nằm thì cách cái vách đó khoảng chừng 5 tấc, bởi vì mình đi mà nó không thông thả thì không có rộng lắm. Thế thì cô nằm ở đó mà khuya cô ho một tiếng đó, thì một cục máu đó, khạc rồi nó dính ở trong cái phên tre, mà tôi đếm không biết bao nhiêu dấu hết mà không chết. Ở đằng đầu giường nó lấy một cái bồn bằng đất nung, rồi lấy cái tấm thớt rồi để cái dao cắm vô. Nội thấy nhiều đó thì quý vị thấy là da gà da gì cũng nổi hết trơn, sợ quá. Thì chú mới nói rằng cô con một đêm là giết 40 con heo, mà cô mới có 40 tuổi, không có lớn lắm, mà nằm cái bộ xương đó nó sát ở dưới giường, tức là không còn có xương không. Nhưng mà tôi nghĩ rằng làm sao mà cứ ho mà khạc ra một lần là một cục máu bằng ngón tay cái về dính ở trong cái phên tre đó vậy, mà tôi đếm không có đếm được cái dấu nhiều đâu. Thế thì tôi với mấy tăng sinh mới khai từ bi sám pháp đạo tràng, rồi đọc, rồi chỗ nào lạy thì lạy, đại khái vậy. Cái chú tăng sinh đó là cháu ruột của cái cô đó, mấy thầy trò tôi lạy, tôi tụng. Thế sau có 2 ngày rưỡi chưa được 3 ngày rồi cô chết. Mà khuya đó thì cô giống như là làm heo vậy, la hét rồi khọt khẹt rồi này, cái những cái hiện tượng dễ sợ.